Đến cái giai đoạn này thì thứ mà anh chị em chúng ta đang còn thiếu đó chính là tinh thần kỷ luật, đúng không ạ? Kỷ luật, trách nhiệm chính là những yếu tố cần thiết để tất cả các anh chị em chúng ta, thứ nhất là có cái cơ hội để phát triển bản thân của chúng ta, đúng không ạ? Thứ hai, đó chính là tiền đề để chúng ta có thể xây dựng và phát triển đức mình mạnh hơn nữa. Chúng ta đã lớn mạnh rồi, chúng ta đã có tiền đề rồi, nhưng thứ mà chúng ta đang còn thiếu duy nhất đó chỉ là chiến thắng.
tôi mới có thời gian để gặp tất cả chị em. Thật ra là những ngày thường thì chắc cũng không gặp nhiều, gặp tất cả như này được. Cảm ơn đến tất cả anh chị em đã bớt chút thời gian tham gia chương trình này, mang tính chất là gắn kết, đoàn kết lại với nhau. Sau đó chúng ta tập trung vào công việc và thay đổi lại. Rồi, buổi tối thì chúc tất cả ban lãnh đạo, anh em một buổi tối vui vẻ, sảng khoái và đoàn kết.